Xin chào mọi người, hôm nay thì Tú sẽ giới thiệu cho tất cả các anh chị một sản phẩm vô cùng cần thiết và hữu ích cho sức khỏe của chúng ta, đó chính là Wellness Astaxanthin and Bilberry Extract. Thì đây là một sản phẩm bảo vệ sức khỏe với khả năng ngăn ngừa oxy hóa mạnh mẽ, giúp cơ thể của chúng ta chống lại sự tấn công của các gốc tự do. Và chắc chắn là mọi người cũng sẽ thắc mắc thì không biết là gốc tự do là gì. Thì chúng ta có thể hiểu đơn giản đó chính là cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra, và việc tiếp xúc với oxy sẽ tạo nên hiện tượng oxy hóa, và các chất trong cơ thể sẽ biến đổi thành những chất có hại và gây tổn hại đến tế bào, thì chúng được gọi là những gốc tự do. Khi các gốc tự do tấn công vào cơ thể thì chúng sẽ phá hủy tế bào, và trải qua một khoảng thời gian dài như vậy thì cơ thể của chúng ta sẽ có khả năng mắc rất là nhiều các bệnh nguy hiểm như là về mắt, tim, về da, về các khớp, về hệ miễn dịch vân vân, và thậm chí là còn có thể gây ung thư nữa. Chính vì thế Astaxanthin là một lựa chọn hoàn hảo để giúp chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa sự lão hóa cho cơ thể.